CMI 40 với hiệu quả làm việc tối ưu, còn chần chừ gì nữa. Chúng ta hãy cùng xem chiếc máy như thế nào nhé. Vâng, và các bạn có thể nhìn thấy đây là phụ kiện cho máy bao gồm xích cưa, lăng xích, bảo vệ trước, bình pha, cần gạt, ốp lam, dũa cưa và phễu. Bình phụ tùng thì gồm có vít, thanh khóa ở bugi, thanh chắn cưa và một cây lục giác. Ngoài ra chúng ta còn có sách hướng dẫn, có phiên bản tiếng Việt để cho chúng ta có thể lắp ráp. Vâng, và trên thân máy sẽ có những bộ phận chi tiết như sau: tay nắm trước, tay nắm sau, chốt khóa, cò ga, công tắc, tắt động cơ, bình lọc gió, bình xăng và nút bình xăng, dây dịch khởi động máy, nút bình nhớt. Máy có dung tích xi lanh 39,6cc, công suất là 1,5kW, tốc độ vòng quay của máy là 11.000 vòng trên 1 phút. Cùng với lưỡi cưa được gia công tỉ mỉ, cung cấp khả năng hoạt động mạnh mẽ. Sản phẩm sẽ giúp cho việc cưa những thanh gỗ lớn, những thân cây lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, máy còn được trang bị một tính năng chống quá tải, góp phần đảm bảo tuổi thọ và độ bền cho máy một cách tuyệt đối, đem đến năng suất làm việc cao, nhờ đó máy hoạt động ổn định và mạnh mẽ.